tầm ba cái cửa bên trái quá động rồi chết rồi chứ. Nhìn không khí đang tấp nập nào, mời quý vị đồng hành với chúng tôi để đi vào xem quang cảnh của buổi sáng ngày hôm nay cùng kinh nghiệm quý vị. Quá xa đông rồi, thiếu quý vị đây ba ngày sạch nhưng mà quá trời đông nha đại tâm. Ba cái cửa bên trái quá đông quý vị chết rồi chứ. Bạn biết số lượng bao nhiêu nếp không ạ? Dạ. Nhiều bao nhiêu đồng không? Một tấn nếp hả cô? Quá đông quá gì vậy? Quá trời đông cô bác bánh xe em ơi. Bữa nay gói rồi, ngày mai mình bữa nay gói nấu rồi, ngày mai mình sẽ đi nha quý vị. Xin chào cô bác và anh chị, mình đây là tầm có khoảng là 300 người đang gói bánh tét đang chuẩn bị đem về để quý vị chào cô bác và anh chị. Đây là ban trị sự xã Tân Hòa. Xuống là gói bánh tét phục vụ cho cô Nguyễn. Giờ đây các bạn cô Tư có đôi lời hôm nay mình gói nhiều không cô? Bánh tét sáng là mấy giờ? Gói mấy bữa mới xong gì cô? Rồi là tối nay mình nấu là ngày mai di chuyển chứ? Ngày mai chuyển dưới ngày mốt cải, ngày 7, 28 để nước nữa, còn Tư để nước nữa. Rồi có tính số lượng là cỡ bao nhiêu đòn không Tư? Trên 6.000 đòn. Trên 6.000 đòn. Mình gói gồm nhà mấy nhân vậy cô? Hai nhân, nhân trắng và nhân chuối. Vậy là năm nào mình cũng gói, mình đẩy lễ gạch giá lễ cụ Nguyễn hả cô? Có năm rồi với năm nay là 2 năm. Quý quá à. Rồi cái công cuộc là mình gom góp chuối và kẻ là lá chuối này kia rồi với nhân rồi đó là mình phải mất thời gian bao lâu mình mới tiến hành vào cái buổi gói bánh hôm nay vậy cô? 3 ngày cơ, bà con người ta chọc lá rồi đem về đây rồi lau lá hôm qua ngày mai nữa. Rồi con có thể nói về cái cảm nghĩ của cái buổi lễ hôm nay khi mà mình tập trung bà con mình gói bánh như thế này á, cô nói lên cái cảm nghĩ của mình. Chúc cho bà con đi lễ quan thiên đẳng thân tâm thường an lạc vui vẻ và chúc cuộc đại lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa cô bác và anh chị em mình thì vừa qua cô Tư cũng đã cô Tư mình cũng đã nói qua đây là năm nay là gói bánh tét là một tấn nếp nha chứ cái gì trên 6.000 đòn. Đây cô bác anh chị em mình đổ xô cho đây tầm có khoảng là 300 người để gói là thức khoan nguyên đêm luôn chứ quý vị. Bữa nay gói ngày mai gói là bắt đầu mình nấu rồi bữa 27 là đem xuống đặng tải cho lễ dỗ của Nguyễn Công Trực vị anh hùng dân tộc. Thì qua cho cô bác anh chị em mình đã xem cái đoạn clip mà mình gói bữa nay nhắm rồi không cô? 6.000 đòn á. Dạ,
dịch vụ đi. Sáng ngày toàn mà mình gói ngày qua nay hay là có sáng giờ hàng sáng mới có sáng gì không? Mới có sáng gì ha? Xem đoạn clip, đóng xem video của anh em chúng tôi, ủng hộ kênh em cũng vậy. Kính thưa cô bác, anh chị em mình thì trong cái tinh thần làm việc Phật pháp và thiện nguyện thì cô bác anh chị em mình đổ xô về đây trong cái ngày gói bánh tét cho để lễ dỗ của Nguyễn Trung Vật. Thì trên gương mặt hiện tượng cô bác anh chị em mình mặc dù cực nhưng mà rất là vui chứ quý vị, ai cũng có một nụ cười trên môi. Thưa quý vị, đây là chuối, đây là mình làm chuẩn bị làm nhưng gói là cho bánh tét vui. Đây, còn đây là phía sau anh em cho anh em là não dừa đang làm nhân bánh tét là chú vị, làm nước cốt và trộn vô nếp để cho bánh tét được ngon nha chú vị. Còn đây sau nữa là anh em hậu cần đang vo nếp đây. Tán nếp mà chưa quý vị, tán nếp ra. Đây là ban trị sự xã Tân Hòa nha. Là gói bánh để phục vụ cho lễ ông Nguyễn Trung Vật chưa quý vị.